Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Văn Hậu vẫn chỉ ngồi dự bị, cổ động viên Việt Nam phẫn nộ. Lời hứa của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hiranven rằng Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn ở nửa sau mùa giải 2019-2020 hóa ra chỉ nhằm lấy lòng cổ động viên Việt. Cho đến giờ, đội bóng Hà Lan vẫn chưa chịu sử dụng ngôi sao tuyển Việt Nam, dù mấy trận vừa qua, hàng phòng ngự của họ để lộ nhiều điểm yếu. Đêm qua, SC Heerenveen đã vượt qua đối thủ cùng hạng đấu cao nhất tại Hà Lan là Willem II để tiến vào tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan, hòa hai đều sau 120 phút rồi thắng luân lưu 11m với tỷ số 4-3. Tuy nhiên, thắng lợi này của Hironven chẳng được cổ động viên Việt Nam chào đón như thường lệ, bởi đoàn văn hậu, chủ lực của tuyển Việt Nam vẫn phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Thực ra, với một cầu thủ mới 20 tuổi, lại đến từ nền bóng đá còn kém phát triển, thì việc tiếp tục ngồi ngoài sân là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ của hàng thủ Hirunven ở hai trận gần nhất, lọt lưới 5 bàn, thì nhiều người hâm mộ Việt Nam cho rằng ngôi sao 20 tuổi xứng đáng được trao cơ hội thể hiện mình. Chưa tính chuyện là đêm qua, Hironven còn phải chịu chơi hiệp phụ. Ê thế mà ngay cả khi bốn hậu vệ đã mệt lử, huấn luyện viên Jansen vẫn không chịu ngó ngàng gì đến Văn Hậu. Chính điều này đã khiến cổ động viên Việt Nam vô cùng phẫn nộ. Đáng nói hơn là huấn luyện viên Jansen từng hứa rằng Văn Hậu sẽ được ra sân nhiều hơn ở nửa sau mùa giải 2019-2020 khi mà hậu vệ tuyển Việt Nam làm quen và thích ứng hoàn toàn với đội bóng. Song cho đến nay, kể cả khi lịch thi đấu của Hirnvend lên đến 2 trận trên 5 ngày, nhà cầm quân đội bóng Hà Lan vẫn ngó lơ Văn Hậu. Hôm qua, sau khi đồng đội giành thắng lợi xúc động, đoàn văn hậu vẫn vào sân chung vui cùng với họ, nhưng không khó để nhận ra trên mặt có chút đượm buồn. Trước đó vào ngày 17 tháng 12, Văn Hậu được chơi khoảng vài phút cuối trên sân trong trận đấu với Roda GC tại Cúp Quốc gia Hà Lan. Thái Lan muốn thắng 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup. Huấn luyện viên Akira Nishino tiết lộ mục tiêu của ông là giúp tuyển Thái Lan toàn thắng cả 3 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Akira Nishino đã chính thức gia hạn hợp đồng và sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan U23 Thái Lan tới hết năm 2021. Quyết định gia hạn với ông Nishino được Hiệp hội bóng đá Thái Lan đưa ra sau những thay đổi tích cực của tuyển Thái và thành tựu của đội U23 ở giải đấu châu Á. Chia sẻ với báo giới sau khi gia hạn hợp đồng, ông Nishino nói Khi tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Thái Lan, tôi đã sớm biết công việc này sẽ khó khăn và đầy thử thách. Công việc này không hề dễ dàng, nhưng tôi tin rằng cầu thủ Thái Lan có tiềm năng, chúng tôi đang duy trì được sự tiến bộ. Huấn luyện viên người Nhật Bản nhấn mạnh, tôi muốn nhìn thấy những kết quả tốt hơn từ các đội tuyển Thái. FAT muốn Thái Lan giành vé tới World Cup 2026 và tôi muốn là một phần của đội tuyển ấy. Tôi cũng muốn nâng cao mặt bằng chung của bóng đá Thái Lan. Sau khi không thể cùng U23 Thái Lan giành vé đi Olympic, mục tiêu lớn trước mắt của huấn luyện viên Nishino là vòng loại World Cup 2022. Tại bảng G vòng loại hai khu vực châu Á, tuyển Thái Lan đang có 8 điểm sau 11 trận, kém 3 điểm so với đội đầu bảng là Việt Nam. Mục tiêu đi tiếp vào vòng loại thứ 3 giờ không hề dễ dàng khi Thái Lan còn phải gặp UAE trên sân khách, tiếp Indonesia và Malaysia tại sân nhà. Người Thái cũng phải hy vọng tuyển Việt Nam sảy chân ở những lượt đấu cuối. Dù vậy, ông Nishino nhấn mạnh, chúng tôi không còn lựa chọn nào nữa, nhưng tôi vẫn muốn giành chiến thắng cả 3 trận còn lại, trong đó có 2 trận sân nhà. Thái Lan hiện có nhiều lựa chọn hơn sau khi tuyển U23 chơi rất tốt ở giải châu Á, thành công của họ sẽ giúp đội tuyển quốc gia mạnh hơn. Thái Lan đã không thể giành quyền đi Olympic nhưng lứa trẻ của họ sẽ tiếp tục khẳng định tài năng. Những tên tuổi như đội trưởng Sarinkan Promsupa, Sopanat Muayanta, Anon Analesak và nhất là số 10 Supachok Sarachat đều cho thấy họ đã sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới. Thái Lan của ông Akira Nishino sẽ mở màn phần còn lại của chiến dịch vòng loại 2 World Cup 2022 bằng trận gặp Indonesia vào ngày 26 tháng 3. Năm cái tên sẽ giúp U23 Việt Nam trả lại món nợ tại U23 châu Á. Sau thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, ban huấn luyện của U23 Việt Nam sẽ phải chia tay hầu hết những trụ cột trong đội hình. Thế nhưng vẫn còn đó những cái tên đủ sức để U23 Việt Nam có thể trở lại mạnh mẽ ở giải đấu này vào hai năm tới. Đầu tiên là Đoàn Văn Hậu, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, chắc chắn cái tên Đoàn Văn Hậu sẽ là thủ lĩnh của U23 Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, hậu vệ sinh năm 1999 này đã trở thành trụ cột không thể thiếu và gặt hái được nhiều thành công từ AFF Cup 2018, vòng chung kết Asian Cup 2019 và mới đây là tấm huy chương vàng tại SEA Games 30. Còn ở cấp độ câu lạc bộ, Văn Hậu cũng góp công rất lớn giúp câu lạc bộ Hà Nội lần thứ hai liên tiếp đăng quang V-League 2019, cũng như vào tới trận chung kết AFC Cup liên khu vực. Tháng 9 vừa qua, Đoàn Văn Hậu chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ SC Heerenveen theo dạng hợp đồng cho mượn 1 năm từ câu lạc bộ Hà Nội. Tại đây anh đã có nhiều lần ra sân cho đội U21 SC Heerenveen. Thứ hai, Đặng Văn Tới, sinh ngày 20 tháng 1 năm 1999. Nhắc đến cầu thủ nổi bật của lò đào tạo Hà Nội FC góp mặt trong đội hình U20 Việt Nam dự World Cup U20 2017 diễn ra tại Hàn Quốc, người ta không thể không nhắc tới cái tên Đặng Văn Tới, cầu thủ được ví như một đỗ duy mạnh mới của bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao khá lý tưởng lên tới 1m78, cùng với đó là nền tảng thể lực cũng như sức bật cực tốt. Rõ ràng Đặng Văn Tới là một cái tên đáng chú ý ở hàng thủ, Điểm mạnh của cầu thủ gốc Thái Bình này là anh luôn biết cách giải quyết tốt những pha bóng bổng, những tình huống tranh chấp tay đôi trên không. Bên cạnh đó, Đặng Văn Tới còn sở hữu khả năng kiểm soát bóng rất tốt. Thay vì phá bóng càng xa càng tốt khỏi khu vực nguy hiểm, thì ngược lại, trung vệ này thường chọn cho mình giải pháp kiểm soát lại bóng và đưa ra những đợt phát động tấn công rất chuẩn xác lên phía trên cho các đồng đội. Ngoài ra, tốc độ cũng là một điểm cộng đối với trung vệ có chiều cao 1m78 này. Khả năng đọc tình huống tốt, chơi bóng rất thông minh là một điểm mà các huấn luyện viên rất thích ở Đặng Văn Tới. Điều đó giúp cho anh luôn làm chủ được tình hình và rất hiếm khi bị đẩy vào tình huống khó. Chắc chắn trong tương lai bóng đá Việt Nam sẽ có thêm một hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự mang tên Đặng Văn Tới. Thứ ba là Nhâm Mạnh Dũng, sinh ngày 12 tháng 4 năm 2000. Với khả năng chạy chỗ thông minh và dứt điểm một trạm cực tốt, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Việt theo đang là một trong những tiền đạo tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Việc điền tên Nhâm Mạnh Dũng vào danh sách đến Thái Lan vừa qua là hoàn toàn nằm trong ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó không đơn giản là một phương án chiến thuật, mà ngược lại chiến lược ra người Hàn Quốc muốn có một kế hoạch lâu dài trong tương lai. Việc đưa tiền đạo sinh năm 2000 đến sân chơi châu lục là một quyết định khá bất ngờ. Thế nhưng điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn ở đây chính là để Nhâm Mạnh Dũng được học hỏi kinh nghiệm thi đấu, cũng như hít thở bầu không khí khắc nghiệt ở những trận đấu căng thẳng qua đó giúp cầu thủ này trưởng thành hơn và tương lai sẽ là một trong những tiền đạo xuất sắc trên hàng công của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với sự xuất hiện của Nhâm Mạnh Dũng, người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng dưới bàn tay nhào nặn của luyện viên Park Hang-seo, tiền đạo trẻ này sẽ thực sự tỏa sáng và trở thành một phát hiện mới như những gì ông đã làm được với trường hợp của Phan Văn Đức. Thứ tư, cái tên Trần Danh Trung, sinh ngày 3 tháng 10 năm 2000. Trần Danh Trung trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Việt Theo, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đặng Phương Nam, cầu thủ sinh năm 2000 này đã dần hoàn thiện mình ở vị trí tiền đạo sau các giải trẻ. Sở hữu 1m75, điểm mạnh của chân sút này là khả năng chạy chỗ và đánh hơi bàn thắng rất nhạy cảm. Mùa giải vừa qua, Danh Trung được trở về quê nhà khoác áo câu lạc bộ Huế theo dạng cho mượn và thi đấu tại giải hạng nhất. Anh đã ra sân 11 trận và ghi được 8 bàn thắng, ấm luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng. Chính điều này đã giúp tiền đạo 20 tuổi được câu lạc bộ chủ quản Việt theo đưa về và đang trở thành một trong những tiền đạo chủ lực của đội bóng này ở mùa giải mới. Cùng với đó là cơ hội lớn có mặt tại U23 Việt Nam trong tương lai. Không chỉ được biết đến là tài năng trên sân cỏ, Trần Danh Trung còn rất nổi tiếng nhờ vẻ điền trai của mình. Anh luôn nhận được sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ mỗi khi ra sân cũng như ở trang cá nhân trên mạng xã hội. Từ sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu Trung Quốc, người ta chợt phát hiện ra dàn cầu thủ Việt Nam hiện tại toàn là những nam thần. Từ đội tuyển quốc gia cho đến các lứa U, sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt hot boy quần đùi áo số đã đốn tim rất nhiều phe nữ trên khán đài và danh sách xoái ca sân cỏ của hội chị em lại có dịp kéo dài ra thêm một chút với sự góp mặt của chàng tuyển thủ thuộc câu lạc bộ Việt theo Trần Danh Trung. Cuối cùng là e. Y sinh ngày 8 tháng 1 năm 2001. Thời điểm hiện tại, người hâm mộ đang cảm thấy bất an hơn bao giờ hết ở vị trí người gác đền trong khung gỗ của U23 Việt Nam. Những cái tên như Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Văn Toản đều chưa có được sự tập trung cũng như sự chắc chắn cần thiết để đem lại sự an tâm cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Mới đây nhất là sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đem đến một sự thất vọng tràn trề với không ít cổ động viên bóng đá Việt Nam. Trước khi được triệu tập lên U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020, không nhiều người biết đến cái tên Ielinie Chàng thủ môn người dân tộc ED chỉ được người ta biết đến với thông tin là cùng có chung họ với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, H.Hen Hê Tuy nhiên, chàng thủ môn trẻ tuổi nhất của U23 Việt Nam lại là một thủ môn đầy tiềm năng. Điều đó đã được kiểm chứng bằng việc anh đã được kênh thể thao uy tín hàng đầu Fox Sports điền tên vào danh sách 8 cầu thủ trẻ tiềm năng nhất của bóng đá Đông Nam Á. Hy vọng là trong tương lai không xa, cái tên Ielinie e. sẽ là người gác đền xuất sắc để đem đến sự bình yên trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.